Tập 47. Y Hảo. Dịch Dao, em hãy tin anh. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, chỉ cần chúng ta ở bên nhau thì mọi vấn đề rồi sẽ có cách giải quyết thôi, có đúng không? Em xem, cái kính vạn hoa này là anh muốn tặng cho em đó. Cái kính vạn hoa này giống như bốn bề xung quanh chúng ta rối ren phức tạp, khiến lòng bối rối như tơ giò. Nhưng mà anh đã đặt một viên kim cương vào đó. Em xem thử đi. Chỉ cần ngẩng đầu lên là sẽ nhìn thấy chúng ta của thổi đầu. Em xem một chút đi. Em xem thử đi mà. Em không muốn xem đâu, nhưng mà có lẽ sẽ rất đẹp. Anh cho cô gái khác xem đi. Tiền thuê em để trên bàn rồi đó. Dịch Dao, Dịch Dao, Tề Minh. Cuối cùng cậu cũng không né tránh mình nữa rồi. Cậu có dám đừng đi không? Vậy cậu có dám ở bên mình không? Dịch Dao, em có dám ở lại không? Thank you.
Chúng ta như hai đường xạ tuyến, có cùng một điểm khởi đầu, về sau lại càng lúc càng xa. Tề Minh, anh lái xe nhanh như thế, anh có biết lái hay không vậy? Tôi đứng ở đây, anh đâm tôi đi. Đâm đi. Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Chẳng phải cậu đã tìm được dịch giao rồi sao? Tại sao cô ấy lại khiến cho cậu ra nông nỗi này? Khiến cậu ra nông nỗi này thì cô ấy vui sao? Tôi muốn được yên tĩnh một chút. Để anh cho. Cảm ơn. Không sao, làm phiền anh quá. Thật ra mấy vật dụng thường ngày này em mang theo một vali là được rồi. Không sao, con gái các em nhiều hành lý như vậy chắc chắn là không tiện. Anh cũng chẳng mang thứ gì theo nên tiện mang luôn. Cảm ơn anh. Không có gì, tuần sau phải đi rồi. Anh đã chuẩn bị xong chưa? Cũng gần xong rồi. Sang Pháp thì đi xem nhà trước, sau đó làm quen qua môi trường xung quanh trường học. Đến lúc đó em sang cũng tiện hơn nhiều. Mẹ của em cũng sẽ không phải lo lắng. Anh suy nghĩ chu đáo thật. Phải rồi, trong cái túi này có đồ ăn em mang cho anh đó. Cảm ơn anh đã cùng em đóng giả người yêu gạt ba mẹ của em. Chuyện này thì càng không cần phải cảm ơn anh. Cũng chỉ là đến nhà của em ăn một bữa thôi mà. Phúc lợi tốt như vậy, anh rất vui lòng. Chỉ là không biết có làm cho Sâm Tây bị bắt lừa không. Nó hả? Nó ranh như vậy làm sao qua mắt nó được. Em đã bị nó nghiêm hình bức cung rồi. Vậy có phải chúng ta có sơ hở gì hay không? Ba mẹ của em có nghi ngờ không? Dạ không, chỉ là cực cho anh thôi. Nhưng mà khi nào anh đi Paris thì chúng ta không phải giả làm người yêu nữa. Không cực đâu. Thực ra mọi lần anh cũng không phải vì được cô mời cho nên anh mới đến đâu. Trước khi gặp được em, anh vẫn luôn thích mẫu người đơn giản, phép tắc. Cũng luôn muốn tìm một người bạn đời thích cuộc sống giản dị. Anh cảm thấy em chính là người như thế. Anh rất thích em. Thực ra em không cần nôn nóng trả lời anh, cũng không cần vội vã phủ định. Anh biết trong lòng của em vẫn luôn có người đó. Anh có thể đợi em. Được, chúng ta hô một khẩu hiệu rồi hẳn đi nhé. Takoyaki bingo, ăn một miếng ngọt cả đời. Xuất phát. Takoyaki bingo, ăn một miếng ngọt cả đời. 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 Hoan nghênh quý khách. Takoyaki bingo. Hoan nghênh đến với Takoyaki bingo của chúng tôi ở ngay trong con ngõ này. Ngay phía trước. Ông ơi, hoan nghênh ông đến với quán Takoyaki bingo của chúng cháu ở ngay trong con ngõ phía trước ạ. Hoan nghênh đến với quán Takoyaki của chúng tôi ở ngay trong con ngõ phía sau. Hoan nghênh quý khách.
Cảm ơn. Đến với quán bà xã của hai vợ chồng chúng tôi. Anh vừa nói gì cơ? Khoan đã, anh vừa nói gì? Không nói gì hết. Anh vừa mới nói câu gì đó? Anh không nói mà. Anh nói lại lần nữa đi. Anh vừa nói cái gì chứ? Anh nói hoan nghênh quý khách. Không đúng. Câu sau cơ. Quán. Không. Chữ trước chữ quán cơ. Hoan nghênh ghé thăm quán của chúng tôi. Sau chữ chúng tôi. Trước chữ quán. Hoan nghênh ghé thăm quán vợ chồng bất hòa của chúng tôi. Takoyaki bingo. Takoyaki bingo, ăn một miếng ngọt cả đời. Hoan nghênh ghé thăm Takoyaki bingo của chúng tôi ở ngay trong con ngõ phía trước à. Cảm ơn. Tại sao vẫn chưa có người chứ? Có phải tờ rơi chúng ta phát không có tác dụng gì hay không? Phải kiên nhẫn. Kiên nhẫn đi biết không? Quảng cáo đó, muốn hình thành hiệu ứng quảng cáo cần có thời gian chứ, đúng chưa? Vội gì chứ, có khi lát nữa lại chuyển giận liền. Có người đến rồi. Xin chào, cho hỏi đây có phải quán Takoyaki của Điềm Điềm và Độ Độ không? Đúng đúng đúng, tôi là Điềm Điềm, anh ấy là Độ Độ, tôi là Độ Độ đây. Cho tôi một suất Takoyaki. Được thôi, cái này mới ra lò đó. Tại mới khai trương không biết mọi người thích ăn gì cho nên chuẩn bị tất cả các vị luôn. Dân tiền gửi anh đây. Được. Hoan nghênh đề xuất ý kiến quý giá, chúng tôi khiêm tốn đón nhận. Tôi muốn hỏi nhỏ một chút, Điềm Điềm và Độ Độ về sau thế nào? Tôi mới chỉ có hiệp 1 và hiệp 2. Cô nói cái này sao? Tại vì diện tích in ấn của quảng cáo này có hạn, cho nên mới tách thành hai đoạn trên dưới. Đây là sách lược kinh doanh của các anh hay sao? Lợi hại quá. Vậy sao? Còn hay hơn cả mấy ví dụ giáo viên chúng tôi giảng trên lớp. Quá khen. Dân cảm ơn, lần sau lại tới nha. Tạm biệt. Lần sau lại tới. Hách tử. Vẫn là ý tưởng của em hay. Ý tưởng của chồng hách tử cũng không hề tệ mà. Tôi đã kết thúc đợt ngủ đông đau khổ rồi. Chuẩn bị đi xa, tìm một cuộc sống mới. Hoan nghênh ra khỏi hang. Thời gian qua cậu tất bật tới lui, thật sự rất cảm ơn cậu. Với anh thì có gì mà cảm ơn. Nếu như em thật sự muốn cảm ơn anh thì mời em đến chỗ hách Điềm Đổ Độ ăn một bữa Takoyaki thật to. Quân tử nhất ngôn. Im hơi kín tiếng. Không biết lại trốn đi đâu rồi. Nào, chúng ta qua bên này xem. Bên đây là tinh thạch và khoáng thạch. Chúng đều có màu sắc sặc sỡ, màu sắc rất đẹp. Bên đây là khoáng thạch, có xanh lục, xanh lam, màu đều rất đẹp. Bây giờ chúng ta qua bên này nha. Nào nào. Xin chào, tôi là Gamma. Cho hỏi có cần giúp gì hay không? Gamma, qua đây. Xin chào, tôi là Gamma. Cho hỏi có cần giúp gì không? Chủ nhân nhà mày đâu rồi?
Đi đâu rồi, cả ngày không thấy bóng dáng đâu hết. Vấn đề này tôi không biết nên trả lời thế nào. Chẳng phải mày toàn bám đuôi cô ấy hay sao? Xin lỗi, tôi không hiểu anh đang nói gì hết. Làm ơn nói lại lần nữa đi. Mày chơi trò chơi với tao hả? Đi đâu rồi? Đi đâu? Đau. Đau hả? Mày còn biết đau? Mày còn né. Anh đánh nữa là tôi sẽ gọi người đấy. Gọi đi. Gọi đi. Thiết bị cảnh báo đã được khởi động. Được rồi, được rồi. RAM của mày bị hỏng hay là bo mạch chủ bị cháy vậy? Mất trí, nhanh quên hay sao? Nhìn tao này, tao cố sầm tay, mày không nhận ra nữa sao? Xin chào, tôi là Gamma. Cho hỏi có cần giúp gì không? Mày chơi trò mất trí, quấy chơi trò mất tích. Hai người hùa nhau chơi tao đấy sao? Mày đi đi. Đi 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 đi. Có ai không? Đi đâu mất rồi? Không phải từ trước rồi chứ? Thẻ nhân viên vẫn ở đây mà. Bùng việc? Không thể nào. Cô ấy rõ cuộc công việc, làm gì có chuyện bùng việc được. Tôi cũng muốn làm một người máy như vậy. Nên đến năm tôi 19 tuổi, tôi mới làm ra một phần mềm ngốc như vậy. Nó chỉ có thể mô phỏng giọng của ba tôi, trò chuyện với tôi. Chỉ vậy mà thôi. Vậy nên cô là gì cái này? Cho nên mới bắt đầu làm người máy hay sao? Đúng vậy. Mẹ, con quyết định rồi, sẽ làm lại từ đầu, phấn chấn trở lại. Ngày nào cũng thế này, chỉ biết cùng mẹ nhìn nhau, thành du dân thất nghiệp rồi. Con quyết định đi tìm lại một công việc khác. Alo. Quản lý Trương, Dịch Giao, việc nhà của cô thu xếp xong cả rồi chứ? Tôi xử lý xong hết rồi, cảm ơn mọi người quan tâm. Dịch Giao à, cô có nhớ tôi hay không? Chúng tôi đều nhớ cô lắm đó. Nghỉ phép một đợt, nghỉ ngơi một chút, cũng đến lúc trở về rồi đấy. Tôi đã từ chức rồi. Cái gì? Cô còn chưa đi hết quy trình, ai đồng ý vậy? Chị Đô Ra. Này Dịch Giao, tôi cho cô biết một bí mật nhỏ. Thư từ chức của cô vẫn đang nằm trong ngăn kéo của chị Đô Ra. Cô gọi này cũng là ý của chị ấy. Nếu cô muốn về, có thể về bất cứ lúc nào. Dễ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Phải đấy.
Tôi nói cô biết, chị Dora, đừng thấy dễ thường ngày nhìn như hổ cái vậy, vuốt ve vài cái vẫn là chú mèo to xác ngoan hiền thôi. Ho cái gì? Cái gì mà phải ho? Tôi lấy ví dụ sát như thế có vấn đề gì sao? Chị Dora, chị Dora, những lời họ nói cô đều nghe thấy rồi chứ? Sớm ngày khỏe lại, tự ra quyết định đi. Cà phê, văn phòng. Alo, cảm ơn anh đã quan tâm. Tôi quyết định rồi. Để đến chiều nay, tôi sẽ qua đó làm thủ tục thôi việc. Vậy chiều nay gặp lại nha. Sao đâu đâu cũng có cậu vậy? Chẳng phải cậu đi rồi hay sao? Đúng là âm hồn dai dẳng. Tôi cứ tưởng mấy ngày tôi không có ở đây cậu sẽ tém tém lại, không ngờ còn cần cù hơn cháu cháu. Đi đi về về thú vị lắm hay sao? Cậu đến công ty làm gì chứ? Muốn biết hả? Cứ không cho cậu biết đó. Vừa không có xuất thân, còn một đống lịch sử đen, ở lại đây còn có ý nghĩa gì chứ? Chí ít tôi cũng có năng lực. Tôi không hiểu nổi cậu đang tự hào cái gì. Có phải là cậu lại định tiếp cận Tề Minh không? Cậu khiến cậu ấy thành ra như vậy. Có phải là cậu nghĩ cậu ấy thích cậu thì cậu có thể thích thế nào thì thế không? Cậu nghĩ nhiều rồi. Người tôi trân trọng bị cậu hại ra thành như thế này rồi, tôi nhất định sẽ trả gấp bội cho cậu. Đường Tiểu Mễ, tôi cho cậu biết, vốn ra tôi đến để từ chức, nhưng mà cảm ơn cậu, tôi đổi ý rồi. Hợp đồng mới nhất phiên dịch xong rồi. Vì một số điều khoản liên quan đến thuật ngữ chuyên môn và cách diễn đạt đặc biệt, cho nên mình đích thân đến một chuyến sẽ tốt hơn. Nếu cậu có vấn đề gì muốn hỏi, có thể hỏi mình bất cứ lúc nào. Cậu vất vả rồi. Cảm ơn. Món quà đó cậu đã tặng đi chưa? Chưa. Thế bây giờ hai người thế nào rồi? Chúng mình chia tay rồi. Xin lỗi nha, mình không cố ý hỏi chuyện này đâu. Không sao đâu. Người ta nói, không trải qua trận khóc trong đêm dài thì sẽ không hiểu được cuộc đời này. Rồi sẽ có ngày chúng ta phải làm quen với sự nóng lạnh của bất kỳ người nào, cũng phải làm quen với sự ra đi của bất cứ ai. Cho nên trưởng thành không phải trở nên tầm thường và khôn lõi, mà dù có trải qua bao nhiêu nước mắt, bạn vẫn có thể mỉm cười. Chị Dora, tôi quyết định sẽ ở lại đây. Cố lên. Dịch Giao, thẻ nhân viên của cô là tôi giúp cô để ra lễ tân đấy. Cảm ơn. Sao cậu không qua nói chuyện với cô ấy đi? Nhìn khuôn mặt bây giờ của mình, trong mắt cô ấy chỉ viết có hai chữ: thêm phiền. Mình còn tư cách gì đuổi theo cô ấy nói chuyện nữa? Nền tảng tình yêu giữa hai người kiên cố như vậy sẽ không dễ gì sụp đổ đâu. Không biết chừng cô ấy qua được ải này, tình cảm của hai người sẽ tốt lên. Cũng đúng. Nhưng bất kể thế nào, mình cũng sẽ ở bên cạnh cô ấy.
Mọi người ngẩng đầu lên một chút, có bất ngờ. Dịch Giao, Dịch Giao, đồng chí Dịch Giao sau một thời gian bị rớt mạng, đồng chí Dịch Giao cuối cùng cũng đã kết nối được với tổ chức online trở lại rồi. Mọi người vỗ tay. Các chị tiền bối, mong chiếu cố cho. Cậu trở về đúng là tốt quá rồi. Cậu không biết thiếu đi một người lượng công việc nhiều gấp bao nhiêu đâu. Cứ tiếp tục thế này, quần mắt của tôi biến thành hai tầng mất. À đúng rồi, trứng gà quê hỏi thăm cậu. Không cần cảm ơn, xin thu nhận hết. Nhưng mà cậu cầm tạm giúp tôi đi, lát nữa để lên bàn làm việc của tôi. Được, Lâm Nhiên, anh giỏi thật đấy. Dùng đồ công ty cho mượn qua dân Phật. Bái phục, tặng gì mà chả là tặng. Hơn nữa, nếu tôi mà không để dành thì đã bị đám ma đói này giết sạch rồi. Cậu không cảm ơn tôi hay sao? Dịch Giao, thấy cô trở về tôi vui quá. Hoàn toàn chứng minh một điểm, kiểu cấp trên vừa đẹp trai vừa giàu sức hút như tôi, có thị trường mạnh thế nào. Cô ở bên ngoài, có xách cái lồng đèn đi tìm, cũng không tìm được đúng không? Không tìm được. Cấp trên đẹp trai bố trí cho cô một nhiệm vụ, đó chính là chỉnh sửa cho tôi văn kiện này, sau đó mang đến chỗ của tôi. Hậu hĩnh, tôi xin nhận. Cố lên nha, quẩy lên. Nào Dịch Giao, tôi cầm giúp cho. Không sao không sao, cứ để tự tôi. Dịch Giao, cô chịu về là đúng tốt luôn đó. Cô biết không, khoảng thời gian cô không có ở đây, chúng tôi làm việc cũng không có động lực, cảm thấy vô cùng bức bối. Qua ai đây? Đây là... Xin lỗi, bây giờ chỗ này là của tôi rồi. Chỗ cậu ở đằng kia. Đụng phải cậu rồi hay sao? Có cần tôi so bóp giúp cậu hay không? Không cần. Có ai đấy? Thể hiện tài năng, hung hăng ngạo mạn, có lẽ không phải là từ mang nghĩa xấu. Nhưng có những người sinh ra đã có khả năng biến thứ đặc điểm đó thành nghĩa xấu rồi. Đối diện với sự gây hấn trắng trợn, nên phản kích hiệu quả thế nào? Em xong chưa? Có cần anh giúp đỡ em không? Vậy em không trả lời. Vậy thì anh vô nha. Bộ đồ này có phải là hơi chật quá hay không? Châu mày làm gì? Em hỏi anh có đẹp hay không? Anh dám nói không đẹp đi. Anh thấy rất đẹp. Chỉ là đến bây giờ, anh lại cảm thấy có phải là anh đã gặp phải một khán giả giả hay không? Vậy bác sĩ Lạc, anh hãy phẫu thuật em ra nghiên cứu thử, cống hiến một chút cho y học đi. Anh làm gì thế? Không phải là anh định giải phẫu em ngay bây giờ hay sao? Xin em hãy trả lời anh nghiêm túc. Em có thật sự muốn kết hôn với anh không? Anh biết. Anh biết anh như vậy làm người khác thấy rất phiền. Nhưng mà anh cũng không khống chế được bản thân. Ngày nào anh cũng thấy rất không chân thật. Câu hỏi này của anh
Mỗi ngày anh định hỏi mấy lần thế? Giá lại em đã nói với anh rồi, em sẽ lấy anh. Là sẽ lấy anh thật hay là thế này đi, anh buộc em vào người của anh cho xong. Anh thấy ý này hay đó. Vậy từ hôm nay báo cáo với anh tất cả lịch trình, rồi cộng thêm 5 phút an ủi dỗ về. Anh không tin tưởng em vậy sao? Em định làm gì chứ? Em định làm gì? Quyết. Không. Đào. Hôn. Khẳng. Hài lòng rồi chứ? Chữ này không ổn lắm. Dịch Giao, phần của cô chuẩn bị xong chưa? Vừa xong. Của tôi cũng chuẩn bị xong rồi. Cô chuẩn bị xong thì mang cho quản lý đường nhé. Tôi sẽ kiểm tra kỹ lại. Sao vậy? Tóm lại cô cẩn thận chút, đừng để cô ta nắm thóp được gì nữa. Lâm Nhiên, xem cái này đi. Lâm Nhiên à, in cái này ra. Chị Dora cần gấp đó. Dịch Giao, cậu ngồi chỗ tôi làm gì? Đọc tài liệu thôi. Lãnh đạo, lần này cậu phải kiểm tra cho cẩn thận. Kể đến lúc đó tư liệu không đầy đủ lại trách tôi đó. Tôi nhất định sẽ xem thật kỹ, mà không lại nảy sinh vấn đề gì thì ai chịu trách nhiệm đây? Tại sao cô ta lại mọc ra vậy? Rõ ghét luôn đó. Cơm canh ở đây ngon thôi. Tôi nghĩ không phải là đồ ăn ngon, là coi công ty chúng ta như cái bẫy dính chuột, dính chặt vào không chịu đi. Lần trước chúng ta bắt tay với nhau cũng không đuổi được cô ta đi. Ngoan cố thật, đúng là như âm hồn dai dẳng. Bản lĩnh lớn nhất của giống loài người chẳng phải là mặt dày bám riết hay sao? Cứ thấy lỗ là chui, hỏng ra là nhặt, hoàn toàn không sợ người. Thế bây giờ làm thế nào đi? Nhìn mà thấy chán, thế thì dùng thuốc mạnh chút. Nhiều quần áo thế này, cho chúng ta xem triển lãm hay sao? Nhìn làm tôi ngứa ngáy. Tôi lại mua không nổi. Còn cả bộ này nữa. Hai người chọn đi. Được thôi. Trời ơi, có mua nổi không? Tôi thật chẳng có hứng thú gì hết. Chị điên hay sao? Lát nữa chị ấy bảo chị thử. Nếu như chị cảm thấy mặc thoải mái thì đừng có cởi. Mà cũng phải nói, có nhiều đồ như thế này chị ấy cũng không mặc nổi đâu. Thật nhỉ? Vậy tôi lấy cái này nha. Chị đừng có giành với tôi đó. Chị xem chất liệu của cái này so với cái thảm lông dê Úc đắt giá nhất nhà tôi sợ còn sướng hơn nữa. Cái này cho tôi. Sao mà đắt quá vậy? Thế mà chị ấy cũng bỏ ra mua được. Mẹ của Tề Minh lắm tiền mà, không soi được đâu. Mẹ Tề Minh có tiền đúng là sướng, thích mua món gì là mua món đó thôi. Vẫn còn hay sao? Mấy cái này một số là khách hàng của lão Tề tặng cho tôi, một số là tự tôi mua. Chị xem có rất nhiều cái tôi còn chưa cắt mát, tôi còn chưa kịp mặc. Nếu hai người thích thì cứ lấy đi. Thật sao? Cho chúng tôi hết à? Ừ, không mặc hết hay sao? Đúng rồi, hai người cứ chọn đi. Thế nào? Đẹp quá. Chị có để ý hay không? Hôm nay chị ấy hơi lạ lạ đó.
còn rõ đắt, không phải đắt bình thường đâu. Tôi nói chị nghe, tôi phát hiện lâu rồi, lão ông hôm nay mẹ Tề Minh hơi bất thường, tuyệt đối không bình thường. Đồ đắt như thế này mà đành lòng cho chúng ta? Phải đấy, bình thường đâu có hào phóng như vậy. Thôi, vẫn còn mấy cái, chị xem tôi để ở nhà có chật chội hay không. Chị xem mấy ép rau quả gì đó, nếu hai người mà thích cứ cầm về luôn đi. Mẹ Tề Minh à, chị không sao chứ? Sao mà tôi có cảm giác hôm nay chị hơi khác thường? Nếu là thường ngày, mấy thứ này chị chỉ muốn dùng khung ảnh dán lại treo ra trước cửa. Phải đấy, sao chị lại cho chúng tôi hết vậy? Tôi cũng thấy mẹ Tề Minh không phải chị đang phó thác hậu sự chứ? Có khi nào giống với Lâm Hoa Phượng nói đi là đi hay không? Có đi cũng không phải tôi đi. Mấy thứ này hai chị có lấy hay không? Nếu mà không lấy thì tôi đi tặng người khác. Tôi mang đi làm từ thiện, bán hết. Có chứ. Để tôi, lấy chứ. Mẹ Tề Minh à, sức khỏe của chị thực sự không có gì không tốt chứ? Không sao mà. Chị xem, chị đã là người đứng trên người khác rồi. Nhưng mà tôi luôn cảm thấy chị có vẻ rất không vui. Tối ngày mặt mày ủ rũ. Nếu chị có chuyện gì thì nói với chúng tôi. Chúng ta đã là hàng xóm mấy mươi năm rồi. Nếu chuyện khác thì không giúp được chị, nhưng mà nghe chị tâm sự, giúp chị nghĩ cách thì vẫn có thể mà. Phải đấy mẹ Tề Minh, chị chắc chắn có tâm sự, không giấu được chúng tôi đâu. Phải đó, có chuyện gì cứ nói ra đi. Chúng ta cùng nhau nghĩ cách, cuộc sống đã tốt như thế rồi, hơn hẳn chúng ta. Phải đấy, chị nói ra đi. Để tôi đi xem một chút nha. Có sao không vậy? Tôi đâu có biết. Chắc chắn là có chuyện rồi. Chúng ta chọn quần áo tiếp đi, được không? Cô ơi, mở cửa cho cháu với. Bảo vệ, mấy người làm ăn kiểu gì vậy? Không trông cửa cẩn thận, thả cho người lạ vào là sao? Bao, đuổi cô ta đi. Mẹ Tề Minh à, ai đấy? Không sao đâu, một họ hàng xa của tôi thôi. Đến muốn nói với tôi mấy chuyện. Hai người cứ vào trong chọn đồ đi, lát nữa tôi gọi sau. Đẹp quá, thật đấy. Chúng tôi vào đã nhé, nhanh lên. Chọn đi, cứ chọn đi. Cô vào đây bằng cách nào thế? Bây giờ mặc chữ V còn dùng để cậy khóa nữa rồi sao? Cẩn thận tôi báo cảnh sát đó. Tất nhiên là lão Tề đưa thẻ cho tôi. Tôi bấm chuông sao chị không mở cửa cho tôi? Tôi nghĩ một chút, có thể chị không biết dùng, cho nên tôi bèn tự lên. Ai cho cô vào trong hả? Mùi dâm đãng khắp người cô rồi. Nhà của tôi đang sạch, bị cô làm hôi hám hết rồi. Tai của cô bị điếc hay sao vậy? Hay là não của cô bị hỏng rồi? Tôi bảo cô cút khỏi đây mà, cô lại còn đi quanh. Cô sợ gì mà sợ? Đây là đồ của tôi, coi chừng nát tay đấy. Cô này, đừng có nóng tính quá vậy, mặt sẽ mọc nếp nhăn đấy. Tôi đây chỉ đến tham quan căn nhà tương lai một chút thôi. Đằng nào vài ngày nữa cũng phải dọn vào đây ở, cũng phải làm quen không gian một chút, cũng phải sắm sửa một chút đồ đạc. Đợi tôi dọn vào đây thì tôi sẽ đổi kiểu thành bàn trà lớn kiểu châu Âu, kiểu có thể ngủ gật trên đó ấy. Rồi cả cái đèn treo này, tôi phải đổi nó thành đèn treo ba lớp pha lê, như vậy mới sang trọng chứ. Cái kiểu đồ cổ như chị già đây đã đến lúc phải nghỉ hưu rồi. Cô đừng có mơ nha. Tôi cho cô biết, căn nhà này của tôi đã được khai quang rồi. Loại người như cô giàu ở, chẳng lâu sau sẽ đột tử đó. Cô còn dám đến ở nữa? Cô nghe rõ chưa? Theo những gì tôi hiểu về chị ấy, thời buổi nào rồi còn mê tín nữa? Có rảnh cầu Phật chỉ bằng tự cầu đa phúc đi. Tôi đã soạn sẵn điều khoản rồi, chỉ cứ ký tên là được. Tôi đã dặn dò kỹ rồi. Lão Tề, tiền nông không thể thiếu. Dù sao chị cũng đã vì nuôi con, vì cái nhà này mà dâng hiến cả thanh xuân của chị. Cũng là phụ nữ, tôi rất hiểu. Thứ quý giá nhất đã mất, tiền dĩ nhiên là không thể thiếu. Tài sản này là lão Tề quyết định hay sao? Lão Tề có biết hay không vậy? Sao vậy? Chơi tiền ít hả? Số tiền này ở độ tuổi chị cũng không phải là ít đâu.
Đến viện dưỡng lão mua một suất giường VIP cũng đủ lắm rồi. Giường VIP cái quái gì chứ? Tôi nói cho cô biết, tôi cứ ngủ ở trên cái giường lớn trong nhà này. Dù tôi có liệt thì tôi cũng phải liệt trên cái giường lớn này. Họ đang cãi nhau hay sao vậy? Phải đấy, to tiếng quá. Tôi biết cái tính của chị ấy. Tôi đã in thêm vài bản rồi, cho chị phát tiết một lần cho đã. Cô đừng có làm bộ làm tịch ở chỗ tôi. Cô tưởng cô là ai chứ? Người ta coi cô là gà. Cô còn không chút khách sáo, coi mình là phượng hoàng, treo cây đến nghiện rồi hay sao? Dù có phải ly hôn, cũng phải là lão tệ tự đến bàn với tôi. Không cần cô gà quan như cô xí mõm vào. Lão tề nhà tôi bận lắm. Mà hơn nữa, quyết định của lão tề tôi đã giúp viết ra hết rồi. Hai người chúng tôi vốn dĩ là cùng một thể. Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện ngủ chung giường. Chúng tôi là một thể đoàn kết mà. Nói năng thiếu khách sáo như vậy hay sao? Không phải nói là họ hàng sao chứ? Ra xem sao. Phụ nữ sống đến hơn 50 tuổi rồi cũng nên hiểu đi chứ. Không giữ được con, không giữ được chồng thì còn giữ được cái gì chứ? Dĩ nhiên là phải giữ chút tiền cho mình dưỡng lão rồi. Nghĩ thoáng ra một chút đi, ký tên vào đây. Bản thân gặp hôn nhân bất hạnh thì hãy tác thành cho người khác đi chứ. Lão Tề còn mua bánh gato về chờ chúc mừng với tôi. Lão Tề, ký, ký cái đầu nhà cô. Nè, tại sao chị đồng thủ với tôi? Sao vậy? Cái tay này của tôi không phải dùng để ký tên đâu, dùng để dạy dỗ kẻ khác.